Duyên phận đời người số kiếp đã an bài, sao đêm đêm nhớ thương mi sầu không ngừng. Cánh hồng đã úa, giấc mơ cũng dần tàn, đành quên lãng đi người ta từng yêu. Quên đi lời hẹn ước, vội vã vết thương lòng. Dù biết sẽ khó khăn nhiều, nhưng sẽ cố vượt qua. Hận đời cay đắng, tiếng yêu thua lại dành. Bàn tay nắm không chặt thôi đành buồn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh của Quyết Bắc Giang. Hôm nay thì đơn vị bên em mới dòng xong nhé, hoàn thiện một chiếc ba bánh 94 xe máy. Mọi người có nhu cầu sử dụng sản phẩm của bên em thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhé. Hôm nay thì em giới thiệu cho mọi người đây là mẫu bao bánh chế từ chiếc xe máy SIM. Đấy. Ngoài cái dòng xe này thì mình có thể chế được từ nhiều cái dòng xe khác nhau. Đấy, tận dụng từ những chiếc xe máy cũ không sử dụng, ít sử dụng. Đấy, mình chuyển đổi thành một chiếc bao bánh chở hàng như thế này. Đặc biệt thì cái dòng xe này thì nó có cái bộ đảo chuyển tiến lùi. Nó hỗ trợ trong cái quá trình mà mình di chuyển cũng như là vận chuyển hàng hóa rất chỉ là tốt. Thiết kế khung gầm bệ xe rất chỉ là chắc chắn, tỉ mỉ. Làm xe nó cũng khá đơn giản thôi. Bác nào muốn mua phụ tùng về tự chế thì bên em có cung cấp phụ tùng về chế xe. Đây là phần hệ thống đầu xe. Thì khi mà mình chuyển đổi mục đích sử dụng như thế này thì cái đầu xe nó khá là yếu, nên là mình phải gia công thêm cái bộ phục trước. Đấy, đây là lấy cái phục sau trên về đằng trước nhá, để gia tăng cái độ chắc chắn. Phần hệ thống phần hộp số tiến lùi. Đấy, chuyển động. Thông thường thì một bộ phụ tùng chế xe này em đang bán là rơi vào 6 triệu. Đó. Là có số phụ đầy đủ hết phụ tùng. Về các bác chỉ việc làm phần khung thôi. Đó. Chi tiết về cách lắp ráp cũng như là làm xe thì mọi người đăng ký theo dõi kênh ấy, cũng có giới thiệu khá là nhiều chi tiết rồi. Cơ cấu hoạt động thì nó cũng chuyển động từ máy tiến lùi sang cắt đăng rồi đến số phụ, chuyển động đến cầu và lăn bánh thôi. Khá đơn giản phải không? Hệ thống bánh sau đây là bánh 500/12. Toàn bộ phụ tùng toàn bộ đủ tốt hết. Là răng dày. Đấy, khung gầm bệ thiết kế đây. Đây là phần hệ thống số phụ hỗ trợ trong cái quá trình mà mình chở nặng cũng là leo đèo leo dốc thì, tầm 7-8 tạ thì mình có thể ok. Còn mình muốn chở nhẹ không tầm 3-4 tạ thôi thì mình loại bỏ số phụ đấy đi. Thì thông thường một bộ phụ tùng đấy là 5 triệu không có số phụ. Thì em báo giá luôn. Bác nào muốn tham khảo thì qua Zalo em giới thiệu. Cái phần thiết kế xe thì mình cắt từ phần đuôi xe máy nhá, làm lại khung. Các bác nào muốn tham khảo thì có thể nhìn qua phần khung này. Về cái phần chức năng đi lại thì nó cũng tương tự như một chiếc xe máy bình thường. Số má rồi phanh tay phanh chân thì nó vẫn thế. Đây phần này hệ thống phanh tay này, phanh chân này. Lát nữa em sẽ quay chi tiết về cái phần hệ thống phanh để mọi người có thể tham khảo. Đó. Đây là cái phần hệ thống phanh được kết nối qua một cái thanh trục ngang nhá. Trục ngang này nó khi mình kéo phanh hoặc lín phanh nó sẽ kéo đều hai bộ má phanh ở hai bên cầu tăng bua đấy, siết lại. Mình dừng đỗ thì kéo phanh tay lên. Khi mà mọi người mua phụ tùng về tự chế xe thì em sẽ cung cấp hết toàn bộ từ đũa phanh, tay phanh rồi phanh tay, cầu bánh nhíp là đầy đủ hết nhá. Phần khung xe đây. Khá đơn giản phải không? Nhưng mà chiếc xe này em đang đóng với kích thước là thông thường bọn em đóng sẽ là ngang 1m, dài 1,5m phần thùng. Thành thùng cao 30. Để bác nào muốn đóng xe thì liên hệ cho em hoặc là mua phụ tùng cũng là tham khảo cách chế xe thì mọi người đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những cái dòng sản phẩm hay độc đáo mới nhất của bên em nhé. Ok, xin chào tất cả mọi người. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.
got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game.